xin được chào đón đến với chương trình Đinh Mạnh Ninh. Có 1 đến 2 thử thách dành cho khách mời. Em có được từ chối không ạ? Em có được từ chối không ạ? Mọi người thấy em cô đơn cũng lâu rồi. Thôi mọi người đừng nói đến những chuyện đấy. Mình đang vui mà. Và từ khóa cuối cùng nhá, chúng ta sẽ từ khóa cuối cùng đó chính là nụ hôn. 10. Anh đừng làm dễ để em. Anh đừng làm dễ để em. Nếu các bạn muốn biết thử thách đó là gì và chương trình đã làm khó tôi như thế nào thì các bạn hãy đón xem chương trình Ai Đến Hôm Nay.